Đấy, gấu đang chơi cái ao nước. Cái này là gì nhỉ? Vùng nước mà này là gấu đố này. Gấu và cả ăn đố trên kia. Đấy, ăn đang bơm nước này. Bơm kiểu bị đu quay hay này. Ờ. Đu quay dây kìa. Đâu? Bám vào đấy. Ở anh nhìn thấy rồi, vừa nãy nhìn thấy rồi. Tí nữa cho gấu qua đấy xem nhé. Wow, gấu sướng. Ăn đồ nước tiếp rồi. Đấy, bà bơm nước ra gấu nhá. À, ăn bơm nước. Đi chỗ này trơn ngã nhá. Đi bên này, đi vòng qua đường này gấu. Nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ thôi, nhẹ thôi. Gấu thích nhất là ngâm chân ở nước như này này đúng không gấu? Thích đứng ở chỗ vùng nước nho nhỏ này thôi. À, bà Hoàng Dê ba đi giày thôi. Chị có đi dép của bà Hồng Khôn. Nè. Bám vào đâu? Bám vào đâu? Đúng rồi. Gấu nhảy. Gấu nhảy với bạn à? Đi lên mấy hòn đá ngã gấu. Con đi cái bề mặt này thôi nhá. Đi cái bề mặt này nè. Là nó ma sát hơn. Đúng rồi. Chứ leo lên hòn đá là nó trơn nó ngã đấy. Đúng rồi. Rồi sướng, ôi trời sướng. Chơi cái vùng nước này mà vui thế nhỉ. Vùng nước được bơm nước lên từ vòi này. Các bạn nhỏ bơm nước lên rồi đứng ngay chơi. Tí nữa xả nước ra thành suối đúng không? Ok.